Bộ đôi bật lửa và dây chuyền từ Zippo ZCBEC72. Bạn gọi nó là Zippo, còn Ambe gọi đây là bộ set hoàn hảo. Zippo ZCBEC72 là thành công vang dội của sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn của hai thương hiệu hàng đầu thế giới là Zippo và Swarovski. Đây là một set gồm bật lửa khảm chai độc lạ đi kèm sợi dây chuyền trang sức sang trọng, mang đẳng cấp người dùng. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết thêm về set bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Tinh tế toát lên từ thiết kế vỏ ngoài. Mẫu bật lửa Zippo khảm chai đánh gục khách hàng bởi vẻ ngoài tinh tế, với những hoa văn tinh xảo trong từng đường nét. Mỗi chiếc bật lửa như một tác phẩm nghệ thuật chân quý. Bật lửa được gia công trên chất liệu Amor vỏ dày, cho độ cầm nắm đầm tay. Đặc biệt, cốt đồng hoặc thép nguyên khối giúp Zippo tránh được các tác động bên ngoài như rơi, va đập. Đặc trưng là các con mắt có vòng tròn màu xanh và trắng, có một chấm đen ở giữa, mô phỏng con người. Xung quanh được đính đá pha lê cao cấp, sang trọng đến từ thương hiệu Swarovski. Đây là công ty chế tác đá quý lâu đời đến từ nước Áo. Những viên đá pha lê của hàng bắt đầu được dùng để trang trí từ những năm 193X. Điểm ấn tượng nhất cho bộ sản phẩm này chính là sợi dây chuyền sang xịn này. Những viên pha lê được chế tác tinh xảo, đem lại vẻ đẹp lung linh, sang trọng và trẻ trung cho người đeo. Chúng được chế tác từ chất liệu hợp kim cao cấp, sau đó phủ hozil, một kim loại quý không bị xỉn màu, không gây dị ứng, nên người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà em nó mang lại. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Hình ảnh con người Evil Eye thu hút, bóng sáng với ánh pha lê càng tôn lên sự thời thượng cho chủ sở hữu. Theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, Evil Eye như một cách bảo vệ người đeo khỏi cám dỗ của những lời khen không thành thật, cũng như giúp họ chế ngự tính ghen ghét, đố kỵ. Một tổng thể hài hòa từ màu sắc đến thiết kế chất liệu, chưa có phiên bản nào của Zippo được xuất đi kèm phụ kiện trang sức như ZCBEC72 này. Chất liệu này mang đến sự khác lạ, là món đồ không thể thiếu trong bộ sưu tập bật lửa Zippo của hàng nghìn người trên thế giới. Zippo ZCBEC72 được thiết kế với bản lề trong 5 chấu bền bỉ, khắc phục được hiện tượng gãy bản lề của các dòng đời cổ. Cháy sáng rực rỡ trong mọi điều kiện. Nói đến Zippo là nói đến khả năng chống gió. Có được điều đó là do thiết kế buồng đốt 16 lỗ thông gió bên trong sản phẩm và do đặc tính xăng Zippo chính hãng ở mỗi chiếc Zippo đem lại. Bật lửa cũng được trang bị bánh xe chéo đặc trưng và đá lửa chuyên dụng. Đây là cặp đôi ăn ý được ví như đôi găng tay hoàn hảo, giúp Zippo nhạy bén hơn khi đánh lửa, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, đá được sản xuất độc quyền, làm bằng chì và ít để lại muội than sau quá trình sử dụng. Mẫu khảm chai có giá trị sưu tầm rất cao. Đây sẽ là món quà tặng sang trọng và ý nghĩa quyến rũ bất kỳ ai nhận được nó. Nếu bạn yêu thích mẫu Zippo khảm chai này, có thể ghé qua Ambevn để đặt hàng ngay nhé. Ambe cam kết cung cấp Zippo chuẩn USA 100%, nói không với hàng lỗi, hàng fake, hàng không chính thống. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.